Chào các em học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Cấp độ khái quát nghĩa của từ là bài học mới của chúng ta hôm nay. Hiểu rõ cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ và mối quan hệ về cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ. Thông qua bài học, rèn luyện tư duy trong việc nhận thức mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng chính là mục tiêu cần đạt của bài học hôm nay. Phần 1 La Mã, chúng ta tìm hiểu khái niệm từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp. Muốn tìm hiểu khái niệm trên, ta quan sát sơ đồ sách giáo khoa trang số 10. Các em suy nghĩ và trả lời 3 câu hỏi A, B, C. Để trả lời 3 câu hỏi trên, cô mời các em quan sát sơ đồ thứ 2. Đây là câu trả lời đúng nhất về mối quan hệ bao hàm này. Từ ngữ động vật có nghĩa rộng hơn thú, chim, cá. Từ ngữ thú, chim, cá sẽ có nghĩa rộng hơn so với nghĩa của voi, hu, tu, hú, sáo, cá rô, cá thu. Như vậy, theo các em, nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn nghĩa của một từ ngữ khác hay không? Một từ ngữ được coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác. Một từ ngữ được coi là có nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó được bao hàm trong phạm vi nghĩa của một từ ngữ khác. Một từ ngữ có nghĩa rộng đối với những từ ngữ này, nhưng đồng thời có thể có nghĩa hẹp đối với một từ ngữ khác. Đây là kết luận được nêu ra ở phần ghi nhớ. Các em đọc kỹ phần ghi nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 La Mã là phần luyện tập. Bài tập số 1. Lập sơ đồ thể hiện cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ trong mỗi nhóm từ sau đây. Nhóm từ thứ nhất là y phục, nhóm từ thứ hai vũ khí, thì chúng ta lập sơ đồ giữa y phục và vũ khí như sau. Bài tập số 2. Tìm từ ngữ có nghĩa rộng so với nghĩa của các từ ngữ ở mỗi nhóm sau đây. Nhóm A là chất đốt, B là nghệ thuật, C thức ăn, D là nhìn và E là đánh. Bài số 3. Tìm những từ ngữ có nghĩa được bao hàm trong phạm vi nghĩa của mỗi từ ngữ sau đây. Rồi các em quan sát xe cộ, kim loại, hoa quả, người họ hàng, mang. Ta sang bài tập số 4. Chỉ ra những từ ngữ không thuộc phạm vi nghĩa của mỗi nhóm từ sau đây. Rồi các em thấy có thuốc lào, B thì có thủ quỹ, C có bút điện và D là có hoa tai. Bài tập số 5. Ba động từ cùng một phạm vi nghĩa. Chúng ta xác định ba động từ. Động từ có nghĩa rộng thứ nhất đó là khóc. Động từ có nghĩa hẹp là nức nở và sụt sùi. Các em chú ý bài tập số 5 này nhé. Đây là bài tập thể hiện cái mối bao hàm nghĩa của từ ngữ mang một nét chung nào đó để cho bài tập trường tự vận ở tiết sau. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em chuẩn bị bài mới. Bài chúng ta cần soạn là bài trường tự vận. Về cách soạn thì các em phải đọc thật kỹ bài mới. Các em trả lời các câu hỏi trong phần 1 La Mã. Các câu hỏi nào không hiểu thì các em phải chuẩn bị câu hỏi, chuẩn bị kiến thức để hỏi thầy cô giáo khi thầy cô giáo giảng dạy cho mình. Thứ ba là các em phải ghi cái số tiết, tên bài học trong vở trước khi các em soạn bài. Đây là phần ghi vào vở, các em ghi cẩn thận vào vở. Riêng 5 bài luyện tập thì các em quay trở lại video và chép vào vở bài tập của mình. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Chúc các em học tập thật tốt, tinh thần vui tươi, phấn khởi đón tiết học tiếp theo.